Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh bản tin 24 giờ. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Thông tin đầu tiên, xuất hiện siêu bão Magua giật cấp 17 dù mới chỉ đầu mùa. Cơ quan khí tượng của Việt Nam cảnh báo cần đề phòng một mùa bão bất thường vì chỉ mới đầu mùa đã xuất hiện siêu bão Magua. Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hôm nay ngày 26 tháng 5, một siêu bão có tên quốc tế là Magua đã vượt qua đảo Guam. Đây là cơn bão thứ hai hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2023. Cường độ hiện tại của bão Magua ở cấp 17, cấp siêu bão. Dự báo siêu bão Magua sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng tới khu vực phía Bắc của đảo Luzon, Philippines. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão này. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam cũng đặc biệt nhấn mạnh, việc xuất hiện siêu bão dù mới chỉ đầu mùa cho thấy cần đề phòng mùa bão 2023 bất thường khó dự báo. Dự báo về mùa bão năm nay tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023, có khoảng 5 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Trong đó có khoảng 1 đến 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông dự báo khoảng 4 đến 5 cơn, ở mức xấp xỉ thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, từ 5 đến 6 cơn và tác động chủ yếu đến khu vực Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Siêu bão Magua mạnh lên khi tiến gần Philippines. Cơ quan thời tiết Philippines cho biết, siêu bão Magua đã mạnh lên hơn khi tiến gần khu vực trách nhiệm PAZ của nước này vào tối ngày 25 tháng 5. Trong bản tin tin bão mới nhất vào lúc 23 giờ ngày 25 tháng 5, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PASAGA cho biết, tâm bão Magua ước tính cách đảo Luzon 1.840 km về phía đông đông nam. Bão Magua đang di chuyển về phía tây, mỗi giờ đi được 20 km. Sức gió duy trì tối đa 205 km/h gần tâm bão, gió giật lên tới 250 km/h và áp suất trung tâm là 910 HPA. Bagasa cho biết thêm, gió mạnh đến cấp bão cũng mở rộng từ tâm bão ra ngoài tới 550 km. Dựa trên lộ trình dự báo, cơn bão mạnh dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây trong ngày 26 tháng 5, tăng tốc trước khi chuyển hướng Tây Tây Bắc nhiều hơn vào ngày 27 tháng 5. Bão được dự báo sẽ vào 3 trước tối ngày 26 tháng 5 hoặc sáng ngày 27 tháng 5 và sẽ được đặt tên địa phương là Besti. Magua dự kiến sẽ đạt cường độ cao nhất trong vòng 24 đến 36 giờ. Bão có thể yếu đi một chút vào ngày 27 tháng 5, nhưng dự kiến vẫn là siêu bão cho đến 28 tháng 5 hoặc đầu ngày 29 tháng 5 do môi trường rất thuận lợi. Sau đó, Magua sẽ suy yếu với tốc độ nhanh hơn một chút vào đầu tuần tới ngày 29 đến ngày 30 tháng 5 do các điều kiện bất lợi bao gồm độ đứt gió tăng, nhiệt độ bề mặt biển mát hơn do bão đi chậm lại và sự xâm nhập của không khí khô. Trong khi đó, mưa lớn có thể xảy ra ở Bắc Luzon bắt đầu từ cuối Chủ nhật ngày 28 tháng 5 hoặc thứ Hai ngày 29 tháng 5 do ảnh hưởng của bão. Tương tự, các điều kiện bão mạnh có thể chiếm ưu thế ở cực Bắc của Luzon, trong khi các điều kiện gió mạnh có thể xảy ra ở các phần phía Bắc và phía Đông của Bắc Luzon. Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo gió lớn trong những ngày cuối tuần. Ngoài ra, Magua cũng dự báo sẽ tăng cường độ gió mùa Tây Nam, có thể mang theo mưa lớn và gió mạnh trên các phần phía Tây của Trung Luzon, Nam Luzon và Visayas bắt đầu từ ngày 29 hoặc ngày 30 tháng 5. Các cơ quan chức năng đang chuẩn bị ứng phó với siêu bão, bao gồm Văn phòng Phòng vệ Dân sự, Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines, Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương cùng Cơ quan Phát triển Đô thị Manila. Trước đó, ngày 23 tháng 5, bão Magua đã đổ bộ vào đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Các khu vực trung tâm và phía bắc của đảo Guam đã hứng chịu lượng mưa hơn 600mm khi mắt bão đi qua, và hầu hết đảo Guam nhận được lượng mưa khoảng 300mm trong suốt cơn bão. Những thông tin mới nhất về cơn bão Guam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai 27 tháng 5, mưa rông vẫn tiếp tục duy trì ở nhiều khu vực trên cả nước. Cụ thể, từ đêm ngày 26 đến ngày 28 tháng 5, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, với lượng mưa 60-120mm trên đợt, có nơi trên 160mm trên đợt. Ngoài ra, từ chiều tối ngày 26 đến ngày 27 tháng 5, ở khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20-40mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Ở Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Vùng núi phía Tây của khu vực phía Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác,
cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Mưa dông tập trung vào chiều và tối. Hiện nay ngày 26 tháng 5, mây dông đang phát triển trên khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Dự báo trong đêm ngày 26 tháng 5 và ngày 27 tháng 5, ở khu vực Bình Định đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cảnh báo mưa dông trên diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo ngày 27 tháng 5, khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa và chiều trời nắng. Sáng sớm ngày 27 tháng 5, khu vực thành phố Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa và chiều giảm mưa, trời nắng trở lại, nhiệt độ trong khoảng 33 đến 34 độ. Tăng nhẹ 1 độ so với ngày hôm trước, độ ẩm tương đối phổ biến 68-73%, mật độ mây 70-98%. Tối và đêm mai, thời tiết khu vực Hà Nội chủ yếu có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ khoảng 27-28 độ, tăng nhẹ 1 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 83-92%, mật độ mây 77-81%. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 27 tháng 5, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sáng và chiều 27 tháng 5, khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời nắng, sau đó có mưa rào và dông vài nơi. Tập trung vào chiều, nhiệt độ dao động trong phạm vi từ 31 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 77-80%, mật độ mây 100%. Tối và đêm mai, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, đôi lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 25-26 độ. Giảm 2 độ so với đêm hôm trước, độ ẩm trung bình phổ biến 88-93%, mật độ mây 100%. Dự báo thời tiết ngày mai 27 tháng 5 chi tiết cho các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết cuối tuần này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 2 ngày cuối tuần, 27 và 28 tháng 5, cả nước tiếp tục duy trì hình thái có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối và đêm, ngày nắng. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày 27 tháng 5 có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối ngày 28 tháng 5 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, từ khoảng ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, Bắc Bộ sẽ đón một đợt nắng cục bộ. Ngày 2 đến ngày 4 tháng 6, chiều tối và đêm Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.